Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại giờ này là 6 giờ 5 phút rồi cô chú anh chị. Trời rất là tối rồi. Hồi nãy á thì đi thắp hương, đi lau mộ, mà đang thắp hương thì bỗng nhiên có một cơn mưa rất là to chợt đến, cũng phải bỏ chạy cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở nhà chờ đối diện với lại mộ cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cô chú anh chị. Bây giờ mưa cũng tạnh dần dần rồi, thì em chuẩn bị đi vào bên trong thắp hương để chào cậu Năm, rồi sau đó đi về thôi cô chú anh chị. Cái mưa thì cũng rất là to và lâu nữa, nó không có tạnh cô chú anh chị ơi. Bây giờ mưa thì có nãy rất là to luôn, bây giờ cũng bớt dần dần rồi, tạnh mưa bớt dần dần rồi, sau đó thì mình đi về thôi cả nhà. Ngồi đây thì có một mình anh, không có ai hết, xung quanh đây có mình anh cả nhà. Thì ở trong kia thì hình như còn một chiếc xe của khán giả đó. Thì bây giờ chuẩn bị đi về thì có chú chị để thắp nhang rồi đi về thôi. Cả nhà biết không, thì hồi chiều em có đưa một cái clip nói về anh áo sọc. Thì cô chú anh chị mình có những cái lời nhận xét bên dưới, thì thật sự mà nói thì em không phải ích kỷ nhỏ nhen gì đâu. Thì cái chị mà áo đỏ đó đó là chị Nắng Xuân, kênh YouTube là Nắng Xuân đó. Chị cũng mới xuống đây khoảng 2 tuần thôi, chị quay YouTube. Thì chị là một YouTube, chị cũng là một khán giả yêu thương cậu đó, cô chú anh chị. Thì buổi sáng đó, thì đến đây chị có mua có thứ như bánh tiêu, bánh chuối, hay là sáng nay thì chị mua giò cháo ngoại cho cậu. Thì nếu mà em đã nói tất cả tất tần tật trong cái video hồi chiều rồi, khoảng 15 phút, thì cô chú anh chị cũng có thấy là những gì em nói rồi đó là sự thật ha. Còn cái video trên TikTok á, mà mọi người đăng tải và chia sẻ nhau á, thì cả nhà chỉ xem được một đoạn thôi, chỉ một đoạn mà trong lúc em nóng giận. Thật sự là một con người thì ai mà không có lúc trong nóng giận, nhưng mà cả nhà để ý kỹ cái video đó, nóng giận thì có nóng giận, em chưa hề chửi thề một tiếng nào, và chưa hề kêu anh áo sọc bằng thằng hay là mày hay là tao. Anh cô chú anh chị lớn tiếng, câu nào cũng ra là anh, câu nào cũng là anh, câu nào nói ra cũng anh, không bao giờ có tiếng chữ thề, mặc dù có lớn tiếng. Vì sao mà em lớn tiếng như vậy? Vì anh áo sọc đó, trước khi ảnh tới ngồi ngay chỗ cái ghế đá đó, thì có một cái ghế đá khác còn rất là đông người ngồi đó. Ảnh mới chạy lại, anh chỉ vô mặt em, anh nói rằng Tài, lợn kia anh em nói chuyện một chút, là khán giả dạo này á, nói là kênh của Tài á, là rất là nhiều người phản ánh nói này nói kia nó, và Tài dạo này là hay nói xấu anh em để làm bất hòa, quay những cái thông tin không đúng sự thật nó, hoặc là những thông tin như là của cô Năm hoặc là của chú Sáu. Thì xin thưa đến cô chú anh chị, em là một YouTuber, thì cả nhà biết bây giờ nếu em không quay thì cũng có người khác quay, thì cái đó là cái phản biện của em. Nhưng mà cô chú anh chị nói nếu không ai quay thì người ta đâu có nói. Nhưng thật chất trong những cái video em quay, em không hề có một tiếng bơi móc hay là khơi gợi lại những cái chuyện về của gia đình hay là những chuyện gì cả. Thì người ta chia sẻ như thế nào thì em đăng tải như thế đó. Em là người đưa tin cho cô chú anh chị xem và nhận xét, cho dù tin đó nó phản cảm hay là đúng hay là sai hay là như thế nào, thì cũng là em cũng vẫn là người đưa tin, không bao giờ là người thêm bớt hay là có những lời lẽ khơi gợi hay là bơi móc chuyện của cậu Năm tại mộ cậu Năm Vũ Linh cho cả nhà mình xem cả. Thì cả nhà nếu mà có suy nghĩ kỹ thì hãy nhớ rằng kênh của em là chia sẻ những thông tin đúng và chính xác, thì cái gì thì em cũng phải chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Nếu không chia sẻ thì làm sao cô chú anh chị thấy được cái những thông tin đúng tại mộ cậu Năm và những diễn biến xảy ra tại mộ cậu Năm được, đúng không cô chú anh chị? Thì không có ai quay hết thì nó sẽ âm thầm lặng lẽ, và cái những cái đó thì nó sẽ thành ra những cái không có những cái lời giải quyết. Nhiều khi quay lên là cô chú anh chị mình góp ý thì nó lại hay nó, thì có thể có cách giải quyết. Người trong sáng lúc nào cũng người ở ngoài lúc nào nó cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, đúng không cô chú anh chị? Quay lên để cho cô chú anh chị có những cái bình luận, những cái chia sẻ để có thể hoàn thiện hơn, có thể tốt hơn và có thể giải quyết một cách hay hơn, êm đẹp hơn.
nó đó cũng là một cách hay. Giống như cái cặp kỳ lân thì bà con cô bác mình cũng có thể chia sẻ ý kiến, đồng quan điểm, cái nào hay thì mình cũng xử lý. Hoặc là chú Sáu hôm qua vừa rồi thì ổng cũng có chia sẻ, thì nếu hay thì chú Sáu chia sẻ tiếp, còn không hay thì chú Sáu nghỉ, có gì đâu, cũng có ảnh hưởng gì nhau đâu. Nó đúng không cô chú anh chị, chứ không phải là chia sẻ lên là để chia rẽ bè phái anh em không đoàn kết, cái đó là không đúng. Đối với em là em không có suy nghĩ đó ha. Còn quay trở lại cái chuyện mà anh Áo Sọc, quay lại chuyện anh Áo Sọc, thì anh Áo Sọc ảnh là một người rất là nhỏ nhen, ích kỷ, chứ không phải là em nha cô chú anh chị. Hãy nhớ kỹ và xem kỹ lại cái video, cái thái độ và cái gương mặt của ảnh lúc mà ảnh muốn lấy ảnh vào, ảnh lấy cái bánh mà ảnh để vô cái dĩa. Thì bây giờ em chia sẻ lại cho cả nhà nghe. Thì trong cái dĩa của chị Hồng Loan là cái dĩa màu xanh á, là chị Hồng Loan đem xuống thì nó đựng bánh mì rất là nhiều và bánh chuối chiên rất là nhiều, không thể nào để lên đó được nữa. Thì trong lúc đó thì có khán giả tới lại ở phía giữa, thì bắt buộc chị Nắng Xuân là một người áo đỏ đó, thì cũng phải là để bên trái, bánh để bên trái trên cái dĩa của chị Hồng Ngọc, cái dĩa ba tầng. Thì bây giờ không có lấy cái dĩa để lên, thì cái dĩa đó, cái dĩa ba tầng cũng là cái dĩa vậy, đúng không cô chú anh chị? Thì bây giờ cái bọc mình mở ra, mình cuốn lại, mình cuốn cái nếp gấp bọc lại, rồi sau đó thì mình cúng thôi, cũng cậu cũng ăn được vậy cô chú anh chị. Đâu phải là nhất thiết là để lên cái dĩa cho rồi cái dĩa xanh hay dĩa đỏ, dĩa vàng gì được. Mình để trên đó cũng là cái dĩa đó là cái dĩa ba tầng cũng được vậy cô chú anh chị. Tại sao cái dĩa đó để trên phía trên là để bánh ú được, mà tại sao không để bánh giò cháo quẩy được? Cô chú anh chị xem kỹ lại cái clip nha. Để bánh ú được, tại sao để giò cháo quẩy không được ha? Bánh ú có mở ra đâu không cô chú anh chị? Nó khi mà nói là khi bánh giò cháo quẩy, tại sao không mở bọc ra, tại sao bánh ú không mở lá chuối ra, đúng không? Ngày lần trước á, khi mà cúng mộ cho cậu, cúng buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, cúng cơm á, thì ruồi nhiều cũng bao bọc thực phẩm lại vậy, cũng hé ra trường lỗ. Tại sao lúc đó không ai nói gì mà lúc nay lại nói, thì lại bắt lỗi là chị Nắng Xuân. Em sẵn đây em chia sẻ chị Nắng Xuân luôn. Chị Nắng Xuân là một người chị, là một người bạn của em trên kênh YouTube từ khi những ngày đầu tiên anh em thành lập kênh. Thì anh Áo Sọc ảnh có những lời lẽ không hay thì em cần phải phản biện, và bên chị Nắng Xuân là chuyện bình thường, vì chị Nắng Xuân đúng không phải sai. Trong lúc đó thì cả nhà cũng thấy là ảnh có đặt một cái máy quay của ảnh, thì chị Nắng Xuân không thấy. Ở một bên thì cô lại, một bên thì dĩa đã đầy, và một bên thì cái dĩa ba tầng thì còn trống, thì chị phải đem qua đó chị cúng cậu chứ, để cho nó cúng cậu. Thì vô tình là cái lưng của chị quay về hướng camera thì nó che camera, thì chị vô tình thôi chứ không phải cố ý. Thì không biết là nó sọc ảnh có bực bội gì không, tự nhiên ảnh vô thì ảnh lại có những thái độ đối với lại chị Nắng Xuân, chị áo đỏ đó. Đó thì ảnh mới có những lời lẽ, và cái gương mặt của ảnh rất là bực bội và bực dọc. Ảnh có những lời ảnh chửi, âm thầm chửi ngay cả nhà, chửi cái mic không thu được. Tại vì thứ nhất em đứng xa, thứ hai ảnh có đeo mic, trong video của ảnh thì nhiều khi nó không thu. Ảnh chửi, ảnh nhép miệng, ảnh chửi, chính mắt em thấy, tai em nghe, và những cái lời lẽ và thái độ của ảnh rất là khó chịu. Đây là YouTube, chị Nắng Xuân là YouTube, thì cũng giống như là một khán giả tới viếng cậu. Thì tấm lòng của chị Nắng Xuân cho dù có mở bọc như thế nào, nhưng đó cũng là tấm lòng. Thì chị Nắng Xuân đang mở mà, ảnh tài lanh tài lẹt, ảnh chạy vô ảnh làm, giống như là ảnh giỏi lắm vậy á, ảnh vô ảnh làm. Trong khi người ta chưa làm xong, chẳng qua là chị Nắng Xuân lui ra để cho anh làm, là do chị Nắng Xuân là thứ nhất là người mới lên mộ cậu, là một người mới nên còn lúng túng, còn e dè, nên chị Nắng Xuân đã lui ra và ảnh xông vào ảnh làm, ảnh nói để anh làm. Đó, cả nhà thấy không? Thì người ta chưa có kịp làm thì ảnh nhào vô ảnh làm, ảnh giống như là ảnh dành cái phần làm của chị Nắng Xuân vậy đó. Đúng ra theo như em á thì em sẽ xử lý khác, chứ không phải như chị Nắng Xuân đâu, em sẽ ngồi đó em làm cho tới khi mà em làm xong và em mở cái bịch giò cháo quẩy cho nó đàng hoàng, chỉnh chu tử tế xong em mới đi. Còn cái camera của ảnh thì cái đó là quyền của ảnh, cái đó là chuyện của ảnh, anh phải dời đi chứ. Chỗ đó là chỗ mộ cậu mà. Chỗ mộ cậu mà sao mà anh đặt đó thì chúng mình gắn chịu, mà anh đặt chứ thấp nữa. Anh dùng cái gimbal nữa cô chú anh chị. Anh dùng cái gimbal nó rất là thấp chứ không phải là cái cây quay mà nó đứng cao. Thì gắn mà chịu. Vậy chứ mấy lần khác á thì điện thoại em cũng để đó, cái mông của ảnh thì cũng đưa vô cái camera của em có nói gì đâu. Nó lần này thì sáng nay anh lại bực dọc bực quạo, mà có những lời lẽ anh nói là con gái con đứa gì mà không có biết cúng kiến hay là như thế nào đó, thì mà là như vậy, không ý tứ, không biết gì hết. Rồi anh lại chửi âm thầm nhỏ nha, chính mắt em thấy, tai em nghe, em không bao giờ nói xạo trước mộ cậu. Con người của em trước giờ có sao nói vậy cô chú anh chị. Còn vấn đề con người của anh Áo Sọc như thế nào thì cô chú anh chị, những người cũ nha, trước đây nếu hiểu biết về anh Áo Sọc đó thì cả nhà sẽ biết con người ảnh như thế nào và cái tính tình ảnh ra sao, vì sao ảnh làm như vậy.
Còn những người cô chú anh chị mới bây giờ thì thật sự là có lẽ ít biết về thông tin của ảnh, thì anh chị xem lại đi, xem lại những cái kênh YouTube khác nói gì về về ảnh, nó ảnh là con người như thế nào, ảnh nhỏ nhen như thế nào, có phải là cái tính đàn bà hay không, trong khi người ta đang làm đang cúng cho cậu mà lại xen vào nói những lời lẽ như vậy có đúng hay không. Thật sự mà em rất là bức xúc, trong khi những cái người khán, trong như những cô chú anh chị khán giả bảo em nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhen, ích kỷ, hoặc là chuyện nhỏ xé ra to, nhưng thật chắc người xé ra to chính là ảnh. Em đang yên đang lành, em đâu có nói gì đâu. Thì trong cái clip của em chỉ nói là lúc ảnh làm á, em chỉ nói là ảnh cứ lèm bèm hoài à, chị Nắng Xuân đang cúng, ảnh cứ lèm bèm cái vụ mà cúng kiến này kia nọ. Cái em có nhắc nhở anh một câu, em nhắc nhở anh là anh cứ nói một câu là một người ta hiểu rồi, anh mắc gì anh phải nói hoài. Nó trong cái clip em chỉ nói gì thôi, và sau khi cái clip đó thì em ghi tiêu đề là gây cắn phút cuối. Nó thì chỉ đơn giản vậy thôi, em ghi viết là gây cắn phút cuối, chứ em đâu có nói là ảnh là như thế nào đâu, đúng không cô chú anh chị? Và trong cái clip đó cũng không có xảy ra mâu thuẫn nữa. Rồi sau đó thì ảnh thấy được cái clip em đăng lên thì ảnh mới chạy lại, anh chỉ mặt em và kêu là nói chuyện. Nhưng mà thật chắc khi mà là nói chuyện với anh em thì trong đó thì có hai người còn lại, thì có lẽ là một người tên là GM và một người tên là Ết đó. Nó thì cô chú anh chị, một người tên GM và một người tên Ết cũng ngồi đó, cũng lặng lặng bỏ đi chứ đâu có giải quyết, đâu có nói gì đâu. Thì trong lúc tranh cãi thì giải quyết cái gì, chỉ có hai anh em giải quyết thôi chứ ai giải quyết gì. Nó thì ngồi đó thì ảnh, em mới nói á, là ảnh là người sai hoàn toàn, trong khi người ta đang cúng anh lợi anh dành, và bây giờ anh lại đổ lỗi cho người ta. Nó thì bây giờ em không có ai giải quyết được trong cái đó, thì không giống như trong lúc gây cắn thì em có nói lớn tiếng, đó là em chấp nhận em lớn tiếng, nhưng em chưa bao giờ có tiếng chữ thề, hay là tiếng chữ thề, hay là những nói tiếng bậy bạ. Một câu cũng anh, hai câu cũng anh, tất cả đều là anh. Cô chú anh chị nếu xem lại cái clip đó, còn cái clip trên TikTok chỉ là một cái đoạn ngắn, một đoạn ngắn khoảng 2 phút, gần 3 phút thôi cô chú anh chị. Đó là những cái clip mà em nói anh á. Nếu mà anh á, thật sự nếu em có nói sai cái gì á, là giống như em rủ ảnh là bây giờ nếu anh đúng thì anh có dám thề với em hay không, thì cái đó là em có nói nha cô chú anh chị. Thề đi, bây giờ nếu mà thề đi, mình tin vào nhân quả thì mình cứ thề. Nhưng mà ảnh đâu có dám thề đâu cô chú anh chị. Mà thề trước một cậu thì cái đó có thể là em sai, cái đó cậu không thích thì cậu không thích thì em sai. Còn nếu mà anh đúng thì có dám là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát thề với em hay không? Đó, thật sự mà nói cô chú anh chị, em rất là buồn vì em chưa hề nói động chạm gì tới ảnh, mà ảnh lại chỉ thẳng mặt em, ảnh chỉ vô mặt em và ảnh mời em ra một chỗ khác nói chuyện. Và thêm một điều nữa là ảnh không cho ghi hình. Tại sao anh đúng mà anh không cho ghi hình? Em nói là mọi người cứ ghi hình, và mọi người nếu cảm thấy sự việc này nó đúng hay sai thì mọi người cứ đưa lên để cho bà con cô bác tự nhận xét. Tại sao mình không dám ghi hình? Mình đúng mà mình sợ gì? Còn cái vấn đề mà lùm xùm ở mộ cậu thì em chẳng nghĩ không có cái gì hết trơn á. Mình đúng mà không có sợ gì, cô chú anh chị. Cây ngay không sợ chết đứng đâu. Dạ bây giờ em đang tới mộ cậu rồi cô chú anh chị. Dạ con chào cậu nha cậu ơi. Giờ này thì cũng 8 giờ hơn rồi. Trời đang mưa rất là nhiều. Ở đây chỉ còn có mình con thôi cậu ơi. Thật sự con rất là buồn. Con rất là buồn luôn cậu. Con không biết nói làm sao nữa, thật sự. Bây giờ em thắp nhang cho cậu rồi cô chú anh chị. Để em để cái máy quay xuống rồi sau đó mình thắp nhang cho cậu rồi cả nhà. Thật sự chiều nay là con cũng chưa có muốn về nữa cậu ơi, con muốn ở bên cậu luôn. Thật sự mà nếu Hoa Duyên mà cho ở đây á, Hoa Duyên cho con ở đây á, thật sự con cũng muốn ở đây luôn cô chú anh chị. Con muốn ở đây cậu luôn á, con dân mùng con ngủ đây cũng được nữa cậu. Ở đây là mộ cậu nè cả nhà. Giờ này 6 giờ hơn rồi. Để em chỉnh cho nó ngay lại xíu. 6 giờ hơn mà em vẫn chưa về. Mọi người sau khi cái clip mà em đăng lên em giải bài với mọi người đó, thì có những cô chú anh chị không hiểu được cái lý do, và cũng không hiểu được cái con người của anh Áo Sọc như thế nào, nên đã có những lời lẽ giống như là em là người tạo ra cái mâu thuẫn để cho nó tạo ra nhiều lớn chuyện tại mộ cậu Năm đó. Đó. Nhưng thật chắc cái gì đúng thì đúng, sai là sai, mình phải nói rõ ràng đến cô chú anh chị. Cậu ơi, để con thắp nhang cho cậu ha cậu. Mong rằng đó, là cậu hiểu rồi tấm lòng của con. Cái nào con nghĩ đó, là cậu cũng như con cũng như cậu. Cậu cái gì là đúng, sai là sai. Một là một, hai là hai, không được có đúng sai lẫn lộn, và cũng không có những cái gọi là xạo ở đây, giả tạo ở đây cô chú anh chị ha cậu ha. Mình làm đúng
thì mình không có sợ gì cả. Thật sự khi mà đăng cái video đó lên đó thì em cũng không biết nói sao luôn. Cũng có cô chú anh chị đã từng tiếp xúc với lại anh áo sọc đó, những cái video trước và trước khi anh làm YouTube, thì chính anh là người con người như thế nào thì có những cô chú anh chị trước đã biết, và những cô chú anh chị mới xem đây qua cái hình ảnh của ảnh từ mộ cậu thì anh chị sẽ hiểu lầm ảnh là người tốt, thật chắc chưa đâu. Mình phải xem lại từ đầu và có con người và cách làm của ảnh như thế nào. Tất nhiên là ai cũng diễn, nhưng mà diễn ở đây thì diễn có tâm cả nhà, diễn có tâm, diễn không có tâm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube nguyện hồi hướng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhập ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, cùng được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023, cùng với tất cả 10 phương pháp giới chúng sanh sớm được cộng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đốt cái đèn lên cho cậu, cô chú anh chị. Cô chú anh chị thì bây giờ anh xin phép em về, cô chú anh chị ơi. À có anh vào hả? Hả anh vào đốt đèn cho cậu đi vào hả? À, nó tắt nữa anh vào ơi. Anh qua bên kia đi, em che dù cho. Quay lưng qua bên kia, quay lưng qua bên kia. À, quay lưng qua đây, qua đây em che dù cho. Ừ, già tôi cũng chị. Làm giống bữa nó cho cậu ấm áp. Hôm bữa là những cái đèn mấy anh em mình làm á, hai anh em mình làm là sáng tới cháy tới sáng luôn. Đó. Anh vào cả nhà, nãy anh chạy đi qua đó anh làm gì? Đốt nhang hả? Đốt nhang cho mấy ngôi mộ mới bên đó đó hả? Cái khu anh hả? Em cũng định đốt đèn nè, mà thấy anh chạy lại là anh em mình phụ nhau luôn. Gì hả? Một lát nữa cái đèn đó anh để như chỗ dưới ông rồng. Ừ, nó gửi mình đó. Dạ. Chỉ nghe nó gửi một cái, còn mấy cái mình chút quá. Dạ. Té ra luôn cho. Dạ. Cho ông cúng. Đúng không? Đó. Ừ. Cháy không? Bữa nay làm cháy không? Cháy. Cháy chưa? Bữa nay xe còn xăng không? Còn. Bình mờ. Dạ. Tối quá cả nhà, trời tối quá. Với lại trời mưa nữa. Anh định vô đốt nhang cho cậu xong em về, anh vào vừa tới đốt nhang với đốt đèn đó này nè, anh vừa tới luôn. Rồi được không? Được. Chắc được đúng không? Được mà, phải là cho cậu phải ấm cúng cho cậu là phải ấm cúng đúng rồi. Ừ. Làm được mới về nha. Ừ. Với lại đừng bỏ em nha. Rồi trời mới chụp hình của chú anh chị, mưa này chắc có lẽ là dai lắm nè. Nó phải làm được cái cậu. Anh vào làm được cái này của chú anh chị.
quá đặc, quá đã luôn, phải nói là trên cả tuyệt vời. Người ta thấy tắt, người ta lỗi đi về hết. Dạ. Là mình bỏ về không đành anh vào. Đúng rồi. Giống như cậu người mắc thì cần cái sự ấm áp. Đúng rồi. Như mẫu mới, mẫu mới ta ghi chết. Bên kia qua bên kia, bên kia. Mấy người chết, đã chết rồi phải không? Dạ. Không có cày. Dạ. Ôi. Đây nè, cái này. Nhưng nó chết phải không? Cày nó ấm cúng. Dạ. Nhưng cũng như của mình thôi, mình lạnh mình có lửa ấm. Dạ, mình hơi lửa đúng không anh? Ừ. Mình lạnh mình cũng cần có cái sự ấm. Ấm cúng. Dạ. Người ta cũng vậy, người ta chết rồi cũng phải cắm cúng cho người ta chứ. Dạ. Như nhờ không phải mình của mình của người ta làm gì đúng không? Dạ. Làm cho ấm cúng cho người ta. Anh giàu anh có cái biệt tài hay lắm cô chú anh chị, là anh đốt được đèn cầy mà bị ướt luôn á. Anh vút vút cái tim đèn sao hay lắm. Cấp nãy cái đèn ở trên kia nó bị tắt em cũng mới đốt lại. Mấy cái đèn dầu á. Người ta kiếm lửa, người ta ấm cúng, mình cũng kiếm lửa, người ấm cúng. Dạ. Ấm áp à. Ấm áp người ta. Cậu Năm ơi, con với anh giàu đang đốt đèn lên cho cậu ấm áp. Cậu khỏi cần phù hộ con, cậu phù hộ cho anh giàu được rồi. Anh giàu cũng khổ ha, anh giàu. Khổ à. Phù hộ cho anh giàu được rồi cậu ơi. Ngày hôm nay thì đúng ra đáng lẽ là đi buổi chiều là sẽ là đi thắp hương vòng vòng cho các mộ hàng xóm cậu Năm cũng như là những người bạn đã từng diễn chung với cậu Năm, như là những ngôi mộ bên khu anh giàu á, mộ mới á, nhưng mà trời mưa quá. Bên làm bên đây vừa lau mộ cho cậu Năm xong á, với lại lau mộ cho cô Huệ và thắp hương cho cô Huệ xong là trời đổ cơn mưa, phải bỏ chạy cô chú anh chị. Chạy dắt giò lên cổ luôn, chạy qua bên nhà chợ. Mưa ào 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 tới liền rất là nhanh. Mưa dạo này là mưa là nó tới, nó ập tới rất là nhanh. Đó, rồi xong cái tới giờ luôn á, nãy giờ ngồi bên nhà chờ đục mưa. Mà mưa không tạnh luôn, cả tiếng đồng hồ luôn. Mới tạnh giờ mưa nữa. Mới tạnh xíu xíu rồi định vô thắp nhang cho cậu, đốt thuốc cho cậu. Rồi xong là em cũng định lại đây đốt đèn cho cậu mà anh tới á, anh em mình làm luôn. Anh vào thì hôm bữa cũng đục mưa với em mới cách đây 2 ngày hết đây, ngày 2 ngày. À, rồi anh để qua bên ông rồng bên đây luôn đi, đừng có để đó. Để đó nó 2 ngày. Hả? Cách đây 2 ngày phải không? Để đó là nước nó nhiễu tắc, để phía dưới lưng sát sát vô. Đúng rồi, anh với em là có duyên đó, với lại có cậu Năm, có duyên với cậu Năm. Có dù che đó tốt rồi đó. Đó. Rồi đốt thuốc, đốt nhang gì cho cậu đi, rồi về. Đó. Anh có thuốc không? Có. Bữa nay có thuốc không? Không có xin cậu nữa ha. Không. Vừa hổng xin gung gung tội nghiệp với cô chú anh chị. Bữa nay có thuốc rồi. Nay có bữa nay hai gói luôn. À. Bữa nay có hai gói luôn hả? Ừ, chị cô không? Ước rồi. Ở trên bàn thờ cậu thì có 4 cây đèn này cả nhà, ấm áp rồi. Bây giờ thì anh vào anh sẽ thắp thương cho cậu và đốt thuốc cho cậu. Ồ, cái đốt thuốc em mới mồi lên kìa, cậu hút ghê chưa? Mới mồi nãy giờ chưa được 2 phút nữa là thấy hết chân nửa điếu rồi. Cậu ơi thì có duyên nợ. Dạ. Bữa cũng trời mưa cũng chơi này. Dạ, hôm bữa thì con với anh giàu cũng là người cuối cùng mà kẹt mưa. Hôm nay cũng kẹt mưa. Mọi người về hết rồi, bây giờ còn lại Tài với anh giàu thôi, kẹt mưa. Cũng dầm mưa. Dạ. Cũng dầm mưa đi ra. Dạ, đúng rồi, dầm mưa đi ra, hên là bữa nay xe anh giàu còn xăng ha. Đốt nha cậu, về cậu ơi. Nay đốt kia hết rồi, cũng cho mấy người kia. Đốt nhang đốt đèn phải không anh? Bên kia á. Đốt nhang rồi đốt đèn. Em thấy anh là đốt nhang vòng luôn hả? Ừ. Cả nhà thấy không? Đốt nhang đốt thuốc cho cậu nè. Người ta không gửi mình cũng chăm sóc cho người ta. Ý là không gửi cũng phải chăm sóc đúng không? Không thì anh mình làm á vì cái tâm á anh. Rồi. Mình làm vì cái tâm thì những người người ta khuất mặt người ta sẽ. Mới chết á. Người ta phải phù hộ cho mình á. Người ta mới chết á, người ta nhờ cái cây dạ. Cúng. Ừ. Không tắt rồi cái cũng không ta như con. Muốn về nhà cũng không được, biết đâu đường về nhà. Giống như là cho thấy đường về nhà đúng không? Cho ta thấy đường về nhà, nhưng người ta mới mắc cho thấy đường về nhà thăm nhà. Đó cho người ta thăm nhà. Có nghĩa là người mới mắc á là cần phải có đèn để thấy đường về nhà.
theo như anh Ngọc nghĩ như vậy. Nên anh giá nào mưa giá nào anh cũng phải đốt đèn ha. Đúng, đốt đèn người ta ăn cúng rồi ta đi trái đường đi về nhà. Còn ban ngày thì khác ha. Ban ngày cũng đốt, như ban ngày muốn tắt cũng được, chiều nhãn dạng đốt lại. Dạ. Như mình giờ này thấy người ta cúng nhiều không? Chút xíu ta thấy không tắt. Mình đứng ở trong đây em thấy nó ấm ám, đứng với cậu thấy ấm áp anh. Như tại giờ mình thấy người ta cúng rồi phải không, tắt phải không? Ừ. Mình thấy cũng gì để mồi cho người ta. Dạ. Như mấy người mất. Dạ. Mặt mày cũng gì. Dạ. Giờ nhìn mát rồi cái người ta nằm xuống đâu biết gì đâu. Có dạ. Đốt bằng cậy lên cho người ta thấy được dạ. Đi về. Không, anh làm như vậy là có phước nhiều lắm á. Tôi con thấy đường cho người ta đi về. Dạ. Nghĩa là nó nói là chết phải cho đốt đèn. Dạ. Cho người ta ấm cúng, hang lửa lên cho người ta ấm cúng như trời mưa gió. Giống như trời mưa gió người ta lạnh người ta ấm chui vô quất lửa, người ta ho lửa cho ấm cúng chứ. Giống như người mắc á anh, em thấy là mấy ngày là phải đốt than nữa đúng không? Đúng rồi, đốt khoảng 3 ngày. Ba ngày than để cho ấm phải không? Ờ. Cho ấm cúng. Đốt than rồi đốt củi phải không? Củi. Thường đốt củi nhiều, còn không có thì đốt than. Dạ. Thấy thường đốt củi cho ấm nhiều hơn. Dạ. Nhưng mấy người mắc á phải có gia đình ngồi canh dạ thấy không, cái điếu thuốc em đốt cho cậu hết rồi nè. Ừ. Cậu hút hết luôn rồi tôi anh chị đó đây. Ừ. Cả nhà thấy không, giờ này tối rồi mà mộ của cậu ở bàn thờ trên bát hương vẫn có khói, nhang khói ha, nhang 24 giờ bên kia vẫn cháy á. Nghe là phải cho cậu như là ấm cúng chưa. Bên đây cây nữa nè, bên đây cây nữa. Thường mở cửa mã đó không. Ừ. mở cửa mã rồi mở con gà mái. Dạ. Và cho nó la kêu về nhà hả. Cho mở cái mã đi, như là ba biết là sáng chạy là biết là mình chết. À. Đúng không? Dạ. Nghe là ngủ quên á. Dạ. Nhưng mà đang ngủ thì tự nhiên ta ngủ nó không biết. Ừ. Con gà nó kéo phải bún, con gà nó la lên. Dạ. Là sáng người ta giật mình, ta biết con gà. Dạ. Biết là trời sáng. Đúng không? Ở trong đó không biết có nhang to không ta? Hay là mình thắp cái nhang theo giống bữa anh? Không to, nó dẹp rồi. Dẹp hả? Ngọc nó lấy đi rồi. Đem về hả? Đem về đâu không biết. À. Hình gà rồi nó cũng mã rồi nó quấn cho bò cái nó kêu. Dạ. Yeah. Kêu cho có người mắt nó biết. Dạ. Yeah. Quá quý luôn, mình thờ cậu năm làm mát. Như là cũng 3 ngày mới mở cái mã. Dạ. Yeah. Còn nhưng mà nói chết liền với anh ngay cho đúng không? Dạ. Yeah. Rồi xong 2 ngày sau vô mở cái mã. Dạ. Yeah. Đó. Mà cái mã phải con gà nó kêu. Ừ. Nó la hú. Thôi bây giờ anh em mình về thôi nè. Về thôi. Dạ. Tại em cầm cái bình nước này em về, tại vì hôm qua em bỏ quên đây luôn á. Hôm nay không có chăm trà cho cậu được. Đó thì cậu ơi, con xin phép cậu, con về, con chào cậu, con về nha. Sáng mai lại gặp lại cậu nha cả nhà. Gặp lại cậu ơi. Mấy cái đèn này thì cũng thắp lên rồi nè. Đốt lên nè, sáng rồi nè. Bên kia thì anh vào cũng thắp lên bên kia. Bên kia cả nhà cô chú anh chị thấy là đèn leo lét bên kia sáng nè. Mộ cậu ở đây bị mưa ướt như bao ngôi mộ khác thì cả nhà. Cậu ơi, con chào cậu, con về nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nguyện cho trời cao chứng chi tấm lòng thành của con cũng như là anh vào. Con về cậu. Dạ. Đó. Cậu con về. Dạ. Để mưa tạnh đi cho cậu được ấm áp cũng như tất cả các cô chú trong nghĩa trang này được ấm áp. Đó nhìn thấy không? Mấy cái giờ nó không đốt đèn hết. Dạ. Nó buồn ha. Buồn. Dạ. 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 Đường đi. Đó, cái đường đi ra này cả nhà đang thui thui lùi. Bây giờ mình đốt, phải đốt đèn lên cho sáng. Dạ. Lên như nó mộ bên. Dạ. Giờ mình sáng bao chút một xíu rồi tắt có một chút quên. Dạ. Rồi anh về đi, em mặc áo mưa cái em chạy theo. Nói cô chú anh chị bây giờ mình phải ra đây mình mặc áo mưa của chú anh chị. Rồi luôn cái áo em ướt nhẹp luôn rồi. Hả? Ủa đi coi nữa hả? Ôi anh kỹ cả nhà, anh đi coi, anh qua đó anh coi. Ờ dạ dạ. Anh qua đó anh coi coi có bị gì không rồi anh mới đi về cả nhà. Bây giờ mình mặc áo mưa cho chú anh chị. Ây da.
vậy á. Lạnh không? Bây giờ tạm biệt cô chú anh chị ha. Em xin phép về cả nhà ơi. À, bên đây anh Giàu nè. Đó.